Ok, hello, good morning. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với HCD Gym. Và không quên chúc mọi người có một buổi sáng tràn đầy năng lượng nha. Đây là chuỗi ngày thứ 18 mình tham gia chương trình Be Healthy, Be Good rồi mọi người. Sáng hôm nay thì mình lại có mặt ở đập cái ké ở chỗ mình nha mọi người. Đó. Vì tình hình dịch Covid vẫn còn nên là anh em mình chỉ thử thách ở những cái view mà gần nhà mình. Đó, chứ không có đi xa được. Đây là quang cảnh buổi sáng hôm nay. Rất là yên ắng nha mọi người. Đó, tuyệt vời. À, đây là cái đập quen thuộc. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu thử thách thôi nha mọi người. Let's go. Ok, thì mình trước khi thử thách thì mình xin giới thiệu với các bạn. Đây là bạn Quốc Hy. Đó, mới gia nhập vào team của mình. Đó, bạn ở gần đây thôi. Ok, anh em mình đã kết thúc 30 cái đầu tiên nha mọi người. Đây là dancer Minh Trí. Ok, là đạt phiêu nha mọi người. Tại vì mỗi lần anh nhảy là không có nhạc mà anh vẫn phiêu như thường. Ok, anh em mình sẽ hit 30 cái tiếp theo nha mọi người. Đó. Ok. Bắt đầu. 1 8 9 10 và đó là idol giải trí mọi người. Có hai sức kiện quá chứ. Ok, anh em mình đã hit được 60 cái rồi mọi người. Wow, ok lại nha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ thử thách với thành viên mới nha. Rồi, bây giờ anh em mình sẽ thử thách 20 cái. Đó là 10 chiếc. 20. Được rồi. Yeah. Hoàn thành. Moto, MC Moto. Hey. Vô cho mạnh lại hít cho dữ nha. Không, vô. Đánh không? Rồi, 2, 3. 10 chiếc. 20. Yeah. Ok, thì anh em mình đã hít được 100 cái đầu tiên rồi nha mọi người. Đó, xin phép mọi người anh em mình lột áo ra hít cho nó nóng nha mọi người. Hãy cho anh xin lại nụ hôn
1 2 bên phải 2 3 hôm nay xiến ngực luôn mọi người. Mọi người trong vàng mở tay lớn nào. Quá tuyệt vời. Thì video của mình cũng đến đây cũng là kết thúc. Thì cảm ơn mọi người đã xem video, cũng như là mọi người đã hay hãy để lại mình một like và chia sẻ video này cho tất cả mọi người cùng biết đến phong trào Be Healthy Be Good nha mọi người. Thì một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ngoài ra thì mình có một kênh YouTube tên là HCD Gym. Đúng rồi, HCD Gym. Thì mọi người lên đăng ký ủng hộ giúp mình nha. Thì bye bye, tạm biệt mọi người. Bye bye, bye.